Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 7 năm 2023, chương trình sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự hội nghị. Tại điểm cầu Cà Mau, dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Minh Ý. Theo báo cáo tại hội nghị 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 914 tổ chức đảng và hơn 3.000 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 12 tổ chức đảng và 25 đảng viên. Cũng trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra gần 19.500 tổ chức đảng và hơn 100.000 đảng viên. Qua đó kết luận có 505 tổ chức đảng và hơn 1.700 đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã kỷ luật 182 tổ chức đảng và hơn 7.000 đảng viên. Liên quan đến công tác giám sát, cấp ủy các cấp đã giám sát hơn 12.400 tổ chức đảng và hơn 44.700 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị giám sát hơn 8.900 tổ chức và gần 12.000 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Trung ương đã giám sát 4 tổ chức đảng và 3 đảng viên. Trong 6 tháng cuối năm 2023, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bên cạnh đó, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo khoa học chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Ủy ban kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động thực hiện công tác quy hoạch kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong thời gian tới. Chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Diệt đến dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cấp ủy ở cơ sở khóa 5 năm 2023. Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 200 học viên là bí thư, phó bí thư, chi ủy viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp huyện, cấp tỉnh, các doanh nghiệp và lực lượng vũ trang, đảng ủy viên xã phường thị trấn. Học viên sẽ được bồi dưỡng 9 chuyên đề về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, công tác của bí thư, phó bí thư cấp ủy, việc tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, xử lý tình huống trong công tác xây dựng đảng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đặc biệt là cập nhật thông tin những vấn đề quan trọng, vấn đề mới, thực tế lĩnh vực tuyên giáo nội chính, những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 10 tháng 7 cho đến 14 tháng 7 năm 2023. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Cà Mau năm 2022 đạt 61,6 điểm, giảm 3,14 điểm, xếp thứ 58 trên 63 tỉnh thành trong cả nước, giảm 26 hạng so với năm 2021, xếp thứ 12 trên 13, giảm 5 bậc so với các tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trước sự sụt giảm điểm và thứ hạng này, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo. Theo kế hoạch, tỉnh Cà Mau sẽ tập trung cải thiện mạnh 6 chỉ số thành phần có điểm số thấp hơn điểm số trung bình cả nước, gồm tiếp cận đất đai, chi phí thời gian thực hiện các quy định của nhà nước, chi phí không chính thức, tính năng động của chính quyền tỉnh, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, đào tạo lao động. Đồng thời duy trì và phát huy 4 chỉ số thành phần có điểm số cao hơn điểm số trung vị của cả nước, gồm tính minh bạch, cạnh tranh, bình đẳng, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, chi phí gia nhập thị trường. Chú trọng cải thiện các chỉ số thành phần chiếm trọng số cao trong tính điểm PCI, gồm các chỉ số chi phí không chính thức, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và tính năng động của chính quyền tỉnh, phấn đấu cải thiện 77 trên 142 chỉ tiêu chuyển biến tiêu cực để tăng hạng và đạt mục tiêu đề ra trong năm 2023. Tỉnh Cà Mau sẽ nâng cao trách nhiệm, tính năng động, chủ động đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý điều hành của các cấp, các ngành trong cải thiện chỉ số PCI của tỉnh, thiết lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, đồng hành cùng doanh nghiệp.
Dự kiến vào tháng 10 tới đây, đoàn thanh tra của EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần thứ tư, nhằm hướng tới tháo gỡ thẻ vàng cho hải sản khai thác. Hiện các bộ ngành địa phương đang quyết liệt hơn và nỗ lực hơn để có thể gỡ được thẻ vàng cảnh báo của EC. Tuy nhiên, phía EC kiến nghị Việt Nam cần có những giải pháp mạnh hơn nữa trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, và ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vào vùng biển nước ngoài, xử lý nghiêm và có giải pháp quản lý đối với các tàu cá mất kết nối thiết bị và giám sát hành trình, cũng như những tàu cá mất kết nối trên 10 ngày trên biển. Sau hơn 5 năm triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu EC, gỡ cảnh báo thẻ vàng đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế bất cập. Nếu không quyết liệt để gỡ thẻ vàng, có thể bị gia tăng cấp độ lên mức thẻ đỏ. Cũng có nghĩa là Việt Nam sẽ mất thị trường xuất khẩu hải sản sang châu Âu. Huyện U Minh là một trong những địa phương có tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế biển. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện U Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định kinh tế biển là một trong ba đột phá về phát triển kinh tế của địa phương. Huyện U Minh có đường bờ biển dài 34 km với ngư trường rộng lớn, có hai xã bãi ngang ven biển là Khánh Hội và Khánh Tiến. Cửa biển Khánh Hội là một trong những cửa biển lớn của tỉnh Cà Mau, có điều kiện để phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá. Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch cụ thể về phát triển kinh tế bền vững, kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện. Trong đó thì trọng tâm là rà soát rồi bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch, kế hoạch liên quan đến cái phát triển kinh tế biển theo hướng là quản lý tổng hợp phù hợp với hệ sinh thái biển, đề xuất các cái đề án dự án mang tính đột phá làm động lực để phát triển kinh tế của huyện. Huyện U Minh đã được đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nhất là tuyến giao thông đi đến các xã ven biển. Bên cạnh đó, huyện cũng được tỉnh quan tâm đầu tư các công trình phục vụ cho dịch vụ hậu cần nghề cá như cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền tại xã Khánh Hội. Để tạo điều kiện cũng như là được phát triển đồng bộ trong tương lai thì địa phương cũng tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo từ các ngành các cấp đầu tư về cơ sở hạ tầng, về các điều kiện để phát triển kinh tế biển. Qua đó thì cũng được đầu tư nạo vét cửa biển để thông thoáng cho cái tàu thuyền đánh bắt thủy sản vào bờ được thuận lợi. Thứ hai cũng được đã đầu tư xong cái bến cá kết hợp với khu neo đậu tránh chú bão. Đây là cái điều kiện để các cái nhà đầu tư tiếp tục hướng đến Khách Hội để đầu tư trong thời gian tới. Những năm qua, tình hình biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng rõ nét, tác động không nhỏ đến mục tiêu phát triển kinh tế biển. Chính vì vậy, trong quá trình định hướng, xây dựng kế hoạch, địa phương luôn tính toán đến việc thích ứng với biến đổi khí hậu. Triển khai các giải pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu, như là hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường kết nối với hai xã Khánh Tiến, Khánh Hội đến trung tâm huyện. Đồng thời đề xuất xây dựng hoàn thiện kè chống sạt lở đê biển, hệ thống các cống ngăn mặn khu vực ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Lắp đặt hệ thống giám sát, thông tin, cảnh báo nhằm giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu. Phát triển kinh tế biển không chỉ có nghề khai thác hải sản mà theo phương thức tổng hợp. Phát triển kinh tế biển phải gắn với bảo vệ nguồn tài nguyên môi trường sinh thái, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh và chủ quyền biển đảo. Sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam Bộ tham quan thực tế khu sản xuất, chế biến, đóng gói các sản phẩm của Hợp tác xã Tân Phát Lợi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển. Hợp tác xã Tân Phát Lợi là một trong những hợp tác xã tiêu biểu của huyện Ngọc Hiển nói riêng và tỉnh Cà Mau nói chung. Hiện nay, hợp tác xã có 10 sản phẩm được sản xuất chế biến từ nguồn nguyên liệu tại địa phương, đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Trong đó, nhiều sản phẩm được công nhận là sản phẩm nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia.
Trong buổi tham quan, đoàn đã được giới thiệu về các sản phẩm của hợp tác xã Tân Phát Lợi, tìm hiểu trao đổi kinh nghiệm cùng ban quản lý hợp tác xã về cách thức sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, phát triển các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP. Thưa quý vị, hầm than là nghề truyền thống sinh kế của nhiều hộ dân ở huyện Ngọc Hiển. Những năm gần đây, nghề hầm than gặp không ít khó khăn do đầu ra không ổn định, giá than nước giảm, nhiều lao động không có việc làm, khiến nghề hầm than bấp bênh. Gắn bó với nghề hầm than hơn 10 năm nay, ông Lê Phước Thân, giám đốc hợp tác xã chế biến than Tân Phát, ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, không khỏi trăn trở với những khó khăn của nghề hiện nay. Hợp tác xã có 21 lò hầm than, trung bình mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 300 tấn than. Trước đây, sản phẩm than nước được tiêu thụ mạnh ở thị trường nội địa, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giúp các hộ làm than có nguồn thu nhập khá. Thời gian gần đây, sản phẩm than nước không còn thịnh như trước, giá than giảm khoảng 2.000 đồng trên 1 ký, sản lượng tiêu thụ gặp khó, than tồn kho, doanh thu của hợp tác xã giảm đáng kể. Những tháng không làm là thôi cứ ở nhà nó buồn hiu à. Nói chung là chú đặt vấn đề này, hầm than này, chú gán, chú làm, chú còn làm được nữa thì chú cứ làm, chú tạo công ăn chuyện làm cho người ta, dân địa phương ở đây thôi. Còn chừng nào mà hết làm nổi thì nghỉ. Để giữ nghề và tạo việc làm cho lao động, hợp tác xã không ngừng tìm kiếm thị trường mới để ổn định đầu ra và nâng cao chất lượng than nước phục vụ nhu cầu của khách hàng. Đối với lao động làm việc tại hợp tác xã thu nhập từ 200 đến 300 ngàn đồng trên một ngày, tùy theo các công đoạn hầm than. Đi vô thì từ từ á, hồi mỗi lần chị đi vô đầu tiên cũng đâu có biết là cái người làm chi trước á, người ta chỉ mình vậy đó. Cũng dài là hai lò gì là biết từ từ á. Thì cứ củi ra vô lò rồi ra lò vậy đó. Hoàn cảnh như nghèo lao động ở đây mà nhờ hợp tác xã qua giờ thì dân có chuyện như mấy người mặn ở đây, dân ở đây nó cũng đỡ, đời sống nó cũng đỡ. Ngày này thôi à, mình cũng gắng mình tạo cho bà con địa phương cái nghề truyền thống của ngày xưa người ta đã làm rồi. Nhưng mà bây giờ tại vì công ăn chuyện làm người ta không có, rồi có khi lần bà con gái gì đó cũng nhẹ nhàng người ta lên người ta làm cũng được à. Cái nguồn thu nhập thì nói chung là ngày cũng được 200 mấy 300 thí dụ vậy. Thì cũng đủ sống, người ta khỏi đi Bình Dương, Đồng Nai, đây có khỏi mất công thuê nhà, thuê bổng gì chứ. Nếu mà như mấy cái tháng đó là không làm được á, là cũng phải cho dân công mượn tiền, để người ta chưa có tiền người ta ăn. Sau này mình có công chuyện, công việc làm á, thì người ta quay này, người ta làm cho mình. Để nghề hầm than được duy trì và phát triển, hợp tác xã mong muốn có sự hỗ trợ từ các cấp các ngành thúc đẩy mở rộng thị trường tiêu thụ, nhằm ổn định giá cả đầu ra, tạo sinh kế bền vững cho người dân, nâng cao giá trị cây đước. Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng Thông tin Điện tử Nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức chương trình Nhắn tin Tri ân Liệt sĩ 2023, để đồng bào và chiến sĩ cả nước tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Theo đó, soạn TALS gửi 1405, mỗi tin nhắn 20.000 đồng. Thời gian nhắn tin từ 0 giờ ngày 23 tháng 6 đến 24 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2023. Toàn bộ số tiền qua nhắn tin được sử dụng vào giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, tặng sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn. Quý vị thân mến, đạo lý uống nước nhớ nguồn luôn được tỉnh Cà Mau gìn giữ và phát huy. Một trong những hành động mang ý nghĩa thiết thực được các đơn vị địa phương, các tầng lớp nhân dân thể hiện, đó là tích cực đóng góp vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa hàng năm để thực hiện công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Những năm qua, phong trào đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa được lan tỏa sâu rộng ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Từ nguồn quỹ này đã góp phần phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng. Hơn 98% gia đình chính sách trong tỉnh có nhà ở ổn định, có mức sống trung bình trở lên so với dân cư cùng địa bàn cư trú. Quỹ đền ơn đáp nghĩa được đóng góp trên tinh thần tự nguyện,
nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc chung tay chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đơn đáp nghĩa cái này cái kia xin cái gì mình thấy thực tế là đóng hết. Thiếu là hàng năm ghé là đóng, nếu là đóng không có để gom hai ba lần. Thì cái đền ơn đáp nghĩa, cái ý là đền ơn đáp nghĩa đang cho những cái hộ mà còn khó khăn trong cái mà gia đình, rồi còn những gia đình khác còn khổ hơn nữa. Thì mình đóng đó mình góp để cho mấy ông có tiền, số tiền đó để giúp đỡ cho hộ gia đình khác nữa. Tự nguyện đóng góp nhằm hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người có công là việc làm ý nghĩa được duy trì thường xuyên trong đội ngũ nhân viên Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời. Thì nhận thức được cái tình hình đó thì coi như bản thân thì cũng là trách nhiệm là lãnh đạo thì cũng triển khai đến toàn thể cán bộ viên chức của mình. Thì qua đó thì họ cũng thấy được cái trách nhiệm là nghĩa vụ của mình đối với quê hương đất nước, đặc biệt là cũng như là đối với cái người có công cách mạng, thì họ đã cống hiến cuộc đời mình cho cái sự nghiệp và bảo vệ Tổ quốc. Thì đến hôm nay thì đất nước ta thì cũng là đã và đang phát triển, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng còn rất nhiều người thì coi như là mang trên mình những cái vết thương chiến tranh, rồi nhà cửa thì cũng tạm bợ, rồi bệnh tật thì triền miên kéo dài. Thì xuất phát từ những cái tình cảm, từng những cái suy nghĩ đó thì bản thân thì cũng có trách nhiệm và vận động cán bộ viên chức của mình thì coi như là cùng nhau để tham gia đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, thì với tinh thần tự nguyện. Coi như quỹ này thì không phải là mới thực hiện đây, mà hàng năm thì coi như ở bệnh viện Trần Văn Thời thì cũng duy trì cái quỹ này. Đối với Sở Lao động Thương binh Xã hội thì một cái ngành mà được Đảng Nhà nước giao chức năng là quản lý chăm sóc cho đối tượng chính sách người có công, và đồng thời là cơ quan thường trực của quỹ đền ơn đáp nghĩa. Cho nên xem đây là một cái vấn đề là thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của đối với ngành trong vấn đề vận động lập quỹ đền ơn đáp nghĩa để thực hiện các cái chính sách chăm lo cho đối tượng người có công với cách mạng. Những năm qua, quỹ đền ơn đáp nghĩa được sử dụng rất hiệu quả trong xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, chăm sóc phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng gặp khó khăn. Xuất phát từ mục tiêu này mà việc đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa được hưởng ứng tích cực, đã trở thành hành động đẹp của nhiều cá nhân tổ chức và là phong trào lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Ngày mai 11 tháng 7, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ công bố giá xăng dầu mới theo quy định tại Nghị định 85. Trong kỳ điều chỉnh ngày mai, giá xăng trong nước có thể sẽ tăng trở lại. Nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn, thì giá xăng dầu trong nước rất có thể tăng trong kỳ điều chỉnh ngày mai. Theo dự báo, giá xăng trong nước có thể tăng 250-300 đồng một lít tùy loại. Tương tự, các loại dầu cũng tăng khoảng 200-300 đồng một lít tùy loại. Tuy nhiên, mức điều chỉnh có thể thay đổi nếu cơ quan điều hành quyết định sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu. Trưa nay, giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang 2023, Cúp Lộc Trời đã về đích chặng 4 từ thành phố Sóc Trăng đến thành phố Cà Mau với chiều dài 114 km. Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang năm 2023 Cúp Lộc Trời diễn ra từ ngày 7 đến 12 tháng 7 năm 2023, thu hút 54 vận động viên thuộc 10 đội xe đạp trong nước, gồm tập đoàn Lộc Trời, gạo hạt Ngọc Trời, trẻ An Giang, Bisway Bình Dương, gạch và phân bón con chơi Bình Dương, sổ số kiến thiết Đồng Tháp, trẻ Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh Vinama, thành phố Hồ Chí Minh New Group, Vĩnh Long và một đội xe đạp đến từ Thái Lan tranh tài. Các vận động viên thi đấu 7 chặng với lộ trình 619,3 km qua các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long như Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và về đích tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Dự kiến vào sáng mai ngày 11 tháng 7, chặng 5 sẽ được xuất phát từ thành phố Cà Mau đi thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang với chiều dài 113,5 km. Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.